Cá Trình, sản phẩm nông nghiệp tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, phân bố xã Suối Giao, Châu Đức với diện tích 19 hectare. Đến với trại cá thì đã có một cái ao ở đây thì các bác ở đây đã vừa mới thu hoạch xong, nên là hiện tại thì Quỳnh Anh vẫn còn có thể nhìn thấy một vài chú cá trưởng thành và có thể thu hoạch được tại đây. Con cá Trình này thì có khả năng thích nghi với rất là nhiều loại nước, từ nước ngọt, nước lợ, nước mặn. Vậy thì nó có mắc phải những cái bệnh nào đặc trưng của loại cá này không ạ? Động vật nào nó cũng có bệnh tật, nhưng riêng cá Trình thì mình có phòng bệnh bằng thảo dược. Ví dụ là cây trăm bầu hay là cây son để mình diệt ký sinh đó, cho ăn tăng dinh dưỡng lên thì nó lại ít bệnh. Cái thứ ba nữa thì nguồn nước tốt thì nó sẽ giảm tối đa vấn đề bệnh. Để nuôi được những chú cá Trình đạt chất lượng thơm ngon thì tại đây người ta có những khu vực để nuôi ấu trùng quế cũng như là ấu trùng ong để làm nên thức ăn cho cá Trình. Ngay bây giờ thì tôi đang rất háo hức để đi tìm hiểu. Em thấy là cái khối lượng cá của mình nuôi rất là lớn, vậy thì không biết là cái ong của mình có kịp sinh sản để đủ loại thức ăn cho nó không ạ? À đủ em, tại vì nó mình nuôi cứ nuôi xoay vòng vậy đó. Thì cái lượng trứng nó đẻ ra nhiều lắm. Ở đây là những khay đựng trứng và tôi đang thấy là có rất là nhiều ấu trùng non và tôi sẽ thử cầm thử lên xem sao. À, cảm giác khá là sợ vì những chú ấu trùng này di chuyển rất là nhanh. Cá Trình là một loại cá rất là kén ăn. Chính vì vậy mà thức ăn dành cho nó cũng phải chế biến rất là kỳ công với nhiều thành phần thức ăn khác nhau. Anh ơi, tại sao cá Trình lại có những cái thời gian ăn khác nhau cho những cái giai đoạn sinh trưởng của nó như vậy ạ? À, tại đó là đặc tính của nó. Nó tới cái thời kỳ đó là nó sẽ sợ ánh sáng ban ngày nên nó sẽ phải chuyển qua ăn đêm. Chú ơi, với diện tích hồ rất là lớn thì không biết là mình sử dụng nguồn nước từ đâu để dẫn về ạ? Chài nước mương máng thủy lợi của hồ Suối Rau, sau khi nuôi xong là xả ra đây. Chú xử lý men vi sinh cộng với là nuôi một số cá để nó lọc, chẳng hạn như là cá rô phi, cá mè trắng. Tại vì cá mè trắng là nó lọc tảo, cặn bã ở trong nước. Wow, rất là nhiều cá Trình con. Cá Trình này là cá Trình Việt Nam, nó có tên là Angola Macmorata. Cá Trình bông. Thế ở đây là giống cá thì là mình sẽ lấy ở đâu hả chú? Tức là phần đông lấy miền Trung, gồm có Phú Yên, Quy Nhơn, Nha Trang. Những chú cá Trình còn đang nhỏ như này thì mình sẽ nuôi khoảng trong thời gian bao lâu thì có thể là xuất bán được ạ? Từ mới đem về là 6.500 con một cân á, thì nuôi lên một năm trở thành cá giống. Thì cá giống nuôi thêm khoảng 14 tháng nữa thì thành cá thương phẩm. À, lúc đó thì trung bình nó khoảng 1 cân 2 một con. Cho thấy là cá Trình của mình thì rất là chắc, giòn và đặc biệt là có một cái độ béo, độ ngậy. Thật là tuyệt vời khi đến với vùng đất Vũng Tàu thì chúng ta không chỉ được thưởng thức những món ăn hải sản được đánh bắt từ biển cả mà còn được thưởng thức những món ăn từ cá Trình được nuôi bằng nước suối. Sản lượng 100 tấn trên một năm, thị trường tiêu thụ trong cả nước, thị trường xuất khẩu Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Trung Quốc.